Theo luật bảo vệ môi trường sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua, rác sinh hoạt từ hộ gia đình cá nhân phải được phân loại gồm chất thải có khả năng tái chế sử dụng, chất thải thực phẩm và chất thải khác. Giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác sinh hoạt từ hộ gia đình cá nhân được tính toán dựa trên khối lượng hoặc là thể tích. Theo đó, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cụ thể việc phân loại chất thải sinh hoạt trên địa bàn theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường với hộ gia đình cá nhân ở đô thị, rác có khả năng tái sử dụng được chuyển giao cho các đơn vị phù hợp. Rác thực phẩm và loại khác được chứa trong bao bì theo quy định, chuyển cho đơn vị thu gom, vận chuyển. Đơn vị thu gom có quyền từ chối nếu rác chưa được phân loại và không dùng bao bì đúng quy định, thông báo đến cơ quan có thẩm quyền kiểm tra xử lý. Theo luật, chi phí thu gom, vận chuyển, xử lý rác được tính toán dựa trên pháp luật về giá, khối lượng hoặc là thể tích rác đã được phân loại. Rác có khả năng tái sử dụng và rác thải nguy hại phát sinh từ hộ gia đình nếu phân loại đúng quy định thì không phải chi trả phí. Trường hợp hộ gia đình không phân loại hoặc phân loại không đúng quy định thì phải chi trả cho tất cả các loại rác phát sinh. Các quy định về thu phí xử lý rác thải sinh hoạt được thực hiện chậm nhất trước ngày 31 tháng 12 năm 2024.